Hello, xin chào tất cả mọi người đến với buổi tập tiếp theo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là buổi tập cuối cùng ở trên sân nhà để ngày mai các cầu thủ sẽ di chuyển ra Quảng Ninh để chuẩn bị trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 9 giải V-League 1. Hiện tại là đang là 9:30 và các cầu thủ đang tập luyện ở trên sân vận động Phú Thọ. Phía đây là phía khung thành, ba thủ môn đang tập luyện và các cầu thủ thì đang tập truyền. Đây là buổi tập thứ hai của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sau trận đấu với câu lạc bộ Bình Dương ở cuối tuần vừa rồi. Ở đầu tuần bữa thứ hai vừa rồi. Mình sẽ đứng sau khung thành này để quay các thủ môn tập luyện nhé. Phía xa kia thì các cầu thủ đang tập truyền bóng. Đây là thủ môn Sơn Hải. Hiện giờ trong đội hình của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có anh Thuận là đang tập ở bên ngoài tập nhẹ. Anh có gặp một chấn thương nhẹ ở trận đấu với Bình Dương hôm thứ hai vừa rồi, nhưng mà sau khi đi khám thì anh không có gì nặng cả nên anh chỉ tập chạy nhẹ bên ngoài thôi. Còn Huy Toàn thì vẫn đang bị sốt, nhưng mà đi Quảng Ninh thì ngày mai Huy Toàn vẫn cùng đội để di chuyển ra Quảng Ninh. Còn lại thì không có chấn thương nào nặng ở phía trong đội cả. Đây là anh Thuận. Okay, bây giờ các thủ môn sẽ vào bài tập của mình. Họ sẽ tập phản xạ ở trong khu vực 16m50 với những cú sút cận thành. Các thủ môn sẽ di chuyển sang hai bên. Mỗi thủ môn sẽ thực hiện 9 pha cản phá. Mới chắc 12 cú sút quá. Nãy giờ là cú sút này thứ 12 là ôi Tiến Dũng ghi hai siêu phẩm. Mỗi cầu thủ sẽ thực hiện 12 pha cản phá và họ phải di chuyển liên tục. Bây giờ sẽ đến lượt Tiến Dũng. Sẽ đứng ở phía ngang này để thấy được hết những pha cản phá nhé. Không đánh bóng lại.
phải mày đá gì cũng nhẹ nhẹ không phải. Dạ, chút cái lực lên. Ui! 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 Nè! Tiếp theo bây giờ thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia nhóm ra để truyền, và trước khung ảnh các bạn đang là Tiêu Aysan. Aysan đang tập cùng với Xuân Nam, Quang Nam, Thanh Bình và Seo Đông Dúc, một trong những tiền vệ đang là quan trọng của Hồ Chí Minh. Buổi tập này của câu lạc bộ Hồ Chí Minh thì chủ yếu là các cầu thủ tập truyền bóng và tập những bài nhẹ để chuẩn bị cho trận đấu với Than Quảng Ninh thôi, tại vì khi mà di chuyển ra Than Quảng Ninh rồi thì các cầu thủ mới tập nặng nhiều hơn. Và lần này đi thì toàn bộ đội hình của câu lạc bộ Hồ Chí Minh sẽ di chuyển đi hết, gồm 25 cầu thủ. Sau khi ra Quảng Ninh thì đã xong trận với Quảng Ninh, các cầu thủ Hồ Chí Minh đã sẽ di chuyển đến Hà Nội để đá với câu lạc bộ Phú Yên. Câu lạc bộ Hà Tĩnh luôn. Tại vì hai trận đá liên tiếp nhau mà địa điểm cũng gần nhau nữa nên là họ sẽ di chuyển ra Hà Nội luôn chứ không trở về lại thành phố. Và sau trận đấu đó thì họ sẽ trở về để đá với câu lạc bộ. Hình như là trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội thì phải. Hiện tại ở trong khung thành thì chỉ có Tiến Dũng và Sơn Hải đang là hai thủ môn tập luyện thôi. Bởi vì anh Thanh Thắng lại vừa gặp một chấn thương nữa rồi. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra gần phía hai thủ môn nhé. Anh Thanh Thắng thì lại mới gặp một chấn thương, không biết là chấn thương có nặng hay không. Mong rằng chấn thương của anh sẽ không nặng. Tại vì thật sự trong đội mình không muốn ai bị chấn thương cả. Đây là Tiêu Aysan đang tập cùng với cả Vũ Tuấn.
Lady, see it. No, 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 no. Wait.